những loại thực phẩm người mắc bệnh chỉ cần tránh. Sữa, bánh mì, đồ chiên rán hay trái cây chưa chín là những thực phẩm khiến bệnh chỉ tăng nặng. Bơ sữa, các sản phẩm sữa có thể khiến bạn táo bón và làm cho bệnh chỉ nặng hơn. Thông thường, các sản phẩm sữa không trực tiếp gây ra táo bón, nhưng nó cũng là một nguyên nhân gây khó chịu và đau khi bệnh chỉ tái phát. Sữa không những góp phần vào việc sản xuất khí mà còn gây đau bụng và chuột rút nếu bạn đã bị táo bón. Muối. Khi bệnh chỉ tái phát, muối có thể là thực phẩm nguy hiểm. Muối khử nước, làm cho phân cứng và khó khăn để đưa ra ngoài. Thói quen ăn quá nhiều muối có thể làm chậm hệ thống tiêu hóa, khiến đường ruột đau đớn hơn. Ngoài ra, một lượng lớn muối tích tụ trong máu có thể gây đầy bụng và làm sưng muối trĩ. Thực phẩm cay. Nếu muối trĩ sưng, bạn nên tránh xa các loại thực phẩm cay trong vài ngày cho đến khi cơn đau thuyên giảm. Thức ăn cay có thể làm cho đường ruột đau đớn nếu muối trĩ đang chảy máu hoặc đau rát. Ngoài ra, thức ăn cay có thể góp phần gây tiêu chảy. Đây là nỗi khiếp sợ của những người mắc bệnh trĩ. Ngũ cốc tinh chế. Một số loại ngũ cốc tinh chế phổ biến như bánh mì, bột gạo, bột kem, bánh quy, bánh bông lan, thiếu chất xơ và các chất dinh dưỡng khác có khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Do đó, ngũ cốc tinh chế có thể đọng lại trong dạ dày hoặc ruột, góp phần gây táo bón và đau dạ dày. Điều này khiến người bệnh cảm thấy đau đớn và có thể khiến muối trĩ sưng. Thực phẩm chế biến sẵn. Loại thực phẩm này có chứa ít chất dinh dưỡng, rất nhiều muối và chất béo không lành mạnh. Tất cả những thành phần này có thể góp phần làm tiêu hóa kém và táo bón. Các bữa ăn đông lạnh, đồ ăn nhanh, kẹo đóng gói và các loại thực phẩm đóng gói chế biến sẵn sẽ khiến bệnh nhân chỉ đau đớn hơn. Thức ăn nhiều dầu mỡ. Thức ăn chiên xào có đầy đủ các thành phần không lành mạnh như dầu bẩn, hàm lượng chất béo cao. Mặc dù chúng không gây tổn hại sức khỏe ngay lập tức, người mắc bệnh chỉ vẫn nên tránh. Trái cây chưa chín. Trái cây chưa chín chứa nhiều hợp chất gây khó tiêu hóa. Rượu. Rượu có thể khử nước, tăng nguy cơ táo bón. Loại thức uống này còn có thể phá vỡ sự cân bằng của quá trình tiêu hóa trong dạ dày.